Nếu bạn muốn mua Robux cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Tại đây, shop hiện tại là đang có Robux Group, Robux chính hãng và Robux 120 giờ. Và shop có nhiều ưu đãi nữa như là top nạp nào đó, các bạn chỉ cần đứng top nạp và các bạn bấm vào phần thưởng đó, bạn thấy chưa? Là tháng sau các bạn sẽ nhận được như đây phần thưởng tương ứng với lại top mà các bạn nạp vào tháng này. Đó, là vậy thì các bạn có thể vào và ủng hộ shop nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là đi đây và hôm nay, wow, mình sẽ chơi thử một tựa game Titan cực kỳ hay cho bạn coi nha. Đó. Nhạc các bạn không? Cái phần này là đầu phim nè, mình nhớ chắc chắn là vậy luôn. Mới vô là đó. Xin. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn coi tựa game Attack on Titan Last Beat nha các bạn. Đó, cái này mình không biết đọc đúng hay không nha các bạn. Breath hay gì đó, hơi thở cuối cùng các bạn. Đó, Attack on Titan hơi thở cuối cùng. Vì mình đã chơi thử một vài trận trong tựa game này luôn rồi nha các bạn. Thì mình thấy cực kỳ hay luôn nha các bạn. Kiểu mình không ngờ là có tựa game gọi là chiếm Titan mà đã vậy luôn các bạn. Thực sự làm y hệt vô cốt truyện luôn nè. Là làm theo cốt truyện các bạn, tựa game này làm theo cốt truyện và đồ họa và chiêu thức cực kỳ đẹp luôn. Đó, không có chiêu thức nha các bạn, chỉ có lướt và sặc sặc à. Chứ không có chiêu thức. Rồi, mình đã chơi thử các bạn nên mình vô phần load game ha. Đó. Kiểu mình không ngờ tựa game này hay vậy luôn các bạn, thực sự. Đó. Thì tựa game này chắc các bạn nào mà chơi nhiều thì đã biết rồi ha, tại tựa game này ra mình nghĩ cũng khá là lâu rồi đó. Tựa game này ra khá là lâu rồi. Mà bây giờ mình mới tìm ra được. Rồi. Thì các bạn thấy mới vô tựa game này ha, là các bạn đứng ngay cái danh trại các bạn, ở cái danh trại ở phần 1 á. Phần 1 danh trại đó huấn luyện đó, cái chỗ này là đu dây đó các bạn, tập đu dây nè. Đó, có cái sẽ có móc dây ở đây các bạn sẽ lên và tập rồi đứng vững các bạn. Đó, mấy chỗ đu dây. Và mấy chỗ này là mấy chỗ bán hàng các bạn. Đó, có ngựa nè, bán ngựa nè. Commission nè bạn ơi. Uầy. Trong này là giữ ship chạy nhanh các bạn. Đó, giờ giữ ship thì các bạn sẽ chạy. Sao giống Naruto vậy ta? Sao giống Naruto vậy ta? Mình thấy mình thấy ninja đâu đây? Đó. Thì chỗ này là chỗ mua áo quần nha các bạn. Thì mình mua bộ đồ mới đâu hay không? Đó, bộ đồ mới của mình và cái bộ để đu dây các bạn. Là cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Bạn này chơi bằng điện thoại chắc luôn nè. Các bạn nhớ nó chạy lên. Nhìn cực. Ôi. What? Ôi. 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 Cái gì ghê vậy? Ủa các bạn ơi, các bạn có thấy cái những điều mình đang thấy không vậy? Ôi. Ôi. Ghê vậy, giết bố bạn. Ôi. Đạp trên không nè. Ôi. Vãi thực sự rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô chơi thử cho các bạn coi một trận nha. Ủa mà sao không ai chơi vậy? Ủa? Chấm hỏi. Ủa? Rồi bắt mình chơi một mình solo luôn hay gì vậy? Ôi. Các bạn đâu rồi? Vô đi cho chơi ké với. Thì từ game này lúc mình nghĩ là mới ra khá là nổi bạn, bây giờ là hết rồi. Hiện tại là ít người chơi lại rồi. Chứ trước đó là khá là nổi luôn đó, tại vì mình thấy đồ họa chiêu thức cực kỳ đẹp luôn. Tại mình nghĩ là lâu quá không cập update hay sao á, nên mình nghĩ là hola, combo, hola. Cái gì vậy? Cái gì đây? Giờ mình sẽ đợi mọi người vô chơi chung nha mày. Bạn kia mới có 1/20 kìa. Còn bên Mikasa này là chiêu thức nha bạn. Đó. Các bạn đi hoàn thành nhiệm vụ và có tiền là các bạn sẽ học được cái chiêu á. Mình nghĩ đây là mấy chiêu nè. Ui, cái gì? Arm cut auto 100.000. Ôi là có thể sặc cái tay Titan luôn hả? Ui, nghe kinh dị vậy. Rớt cái tay Titan luôn các bạn. Nhưng mà đi đỡ hai người luôn đi bạn ơi. Nghĩ là chơi hai người luôn, ba người luôn, chấp. Cần hết. Đó. Ui map gì đây? Map này ngoài rừng hả? Ui, tại mình chơi là mình chơi có một vài map các bạn ơi. Mình chơi được hình như là mình nhớ đó. Hình như là cứ vậy là bị lỗi đó bạn. Mình nghĩ là một phần là game này hay bị lỗi đó bạn. Là đó, cứ lát map vậy là bị lỗi nè. Là chỉ có hai map mình nghĩ là chơi được thôi. Đó chính là map Tita, map thiết giáp nè. Ôi map này mình chơi được đó bạn. À map này lát được. Tại có một vài map. Ui à, clear rồi. Ok ok. Vậy là mình clear Titan trong rừng nha bạn. Clear Titan trong rừng. Ồ, clear đám Titan trong rừng. Ôi, hay nhờ. Có lát không vậy sao mình nhìn có 200 binh mà mình chạy bình thường mà ta. Nó nhìn giống lắc vậy. Và đây là cái chỗ mà để các bạn gọi là tiếp tế nha bạn. Đó, trong game này hay là vậy đó các bạn. Nếu mà quánh hoặc là đu dây là sẽ tốn gọi là tốn
ga với lại gãy kiếm các bạn là các bạn có thể đi thay ga với kiếm được. Đó, đu thì quy với e như bình thường không có gì hết. Đó, đu như bình thường. Đó, các bạn thấy cái ga mình bắt đầu bị tụt chưa? Ôi. Ôi, Titan chổi, Titan. Đó, mấy hài không? Một hit xong. Ủa, mình là Levi quá mày, trời. Levi mà, giỡn hoài. Đùa với Levi. Đây. Đó mày không? Ô đứt tay, ô rớt tay thiệt kìa. Ôi, bạn kia có skill rớt tay bạn ơi. Chứ bình thường là mình không không mình mình không có đánh rớt tay được nha. Tại mình chơi thử rồi, mình đánh rớt tay không được. Là chỉ có học cái chiêu 100 ngàn đó mình nói các bạn là có thể đánh rớt tay được. Ôi. Đã vậy ta. Ôi. Đó, vậy là mình biết thêm một map có thể chơi được nha mày. Ủa, hết rồi. Ủa. Ôi toàn ngồi lấy được con lần vậy. Tại bình thường chơi mấy map khác là sẽ có ngựa đi theo tiếp diện các bạn tiếp tế á. Thì mấy bạn nào muốn mình chơi map map khác á, tiếp theo á thì các bạn comment bên dưới nha. Nếu mà các bạn muốn mình chơi tiếp tựa game dạng Attack on Titan này. Ôi trời đứng cái gì vậy bị lắc hả? Ủa, rồi đứng nhìn nhau vậy? Tại vì tựa game này rất là nhiều map nha bạn, mà map ngẫu nhiên á, chứ không phải là map mình tự chọn nên mình khó đoán lắm. Mình cũng không có biết đoán nữa. Ôi, mấy bạn kia cũng đỉnh vãi. Đó, là chọn map ngẫu nhiên á, map Titan nữ đuổi theo này, Titan thiết giáp nè. Rồi cái phần mà đánh với lại Titan khỉ nữa bạn hay lắm. Mình chơi được mới có hai map mà còn mấy map kia là mình bị lắc các bạn, bị lỗi mình chơi không được á. Rồi. Cứu. Cứu được không? Cứu được chưa? Ủa mình thấy bạn kia toán rồi. Chưa chưa chưa. Ủa, mình mới thấy ai Titan cầm bạn đó lên đúng không ta? Nhớ không làm là vậy. Rồi bao nhiêu Titan là hết vậy? Nhiệm vụ gì khó khăn vậy? Trời ơi, 25. Trời ơi. 25 Titan nữa bạn ơi. Ý, Titan bò bò kia mình nghĩ là thôi 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 thôi. Nhìn Titan bò bò kia nhìn ghê quá. Còn Titan này mình chơi được nè. Đó. Ý, giỡn 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 em giỡn. Ý. Hai con đi chung khó quánh lắm. Mình nghĩ con đi riêng đi đây, con này đi ha. Thôi Titan này đi. Đó, lại đây. Titan này mình nghĩ là dễ hơn nè. Ô, nhìn Titan kia đi ghê. Ủa, đồng đội, ôi, kia. Gì đây? Ôi. Ôi, gì vậy? Ôi vãi. Hết hồn luôn mày ơi. Vãi thật sự. Mới nhìn Titan này quay qua. Ôi, Titan bò này nhanh quá à. Ghê thật sự luôn á. Titan bò này đúng kinh dị luôn các bạn. Rồi thua rồi. Ồ, mission fail rồi nè. Nhưng mà hình chắc mình nghĩ là mình vẫn được tiền đó các bạn. Tại mình tiêu diệt được hai Titan. Nên mình nghĩ là mình sẽ được. Ủa, tiền đó mình tích được 42.000 tiền rồi đó các bạn. Ồ, 1-1. Nhiêu? Cộng nhiêu, mission fail nhưng mà cộng được. Trời ơi, 100 đồng. Chấm hỏi. Ui, 100 đồng. Trời ơi, ai da. Sao toan vậy? Đó, rồi, đợi, 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 mình đi tiếp tục một game nữa hả bạn. Một game nữa đi. Đó. Thì bây giờ, ô, chưa, chưa. Ủa, hình như bị lắc hay sao bạn ơi. Ồ, 1.000 binh thiệt này, hèn chi mình thấy ai cũng. Trời đất ơi. Trời ơi, mình thấy ai cũng cũng làm ninja hết. Ui. Trời đất ơi. Rồi, thì mình sẽ vô map tiếp theo nha mày. Cái hình map hồi nãy là mình nghĩ là trong phần mà cái phần mà mình bảo bọc mình đứng trên cây cột đó mày. Đó, mình bảo vệ xung quanh hay sao á. Mình không có nhớ rõ cái phần này hay sao mày. Trong phim tập này tập nào á, đó là mình như là đó, mình thủ Titan mày, mình thủ đợi cho đó bắn pháo nè. Đợi mọi người đợi tiếp diện tới hay sao á. Xong mình như gặp Titan khỉ ở đây nè. Phải không ta? Nhớ mình làm là vậy đó, giờ mình cứ thủ Titan đó bạn ơi. Bây giờ mình cũng không biết làm cái gì ngoài thủ Titan đó đó, đó đi vòng. Nhưng mình sẽ né mấy Titan mà bò bò ra nhé bạn, tại mấy Titan bò bò mình không có quánh được á. Đó, mấy Titan này dễ nè. Đó, mấy Titan chạy chạy này thì mình còn quánh được nè. Chứ Titan bò bò là mình chịu á. Ê, mới nói xong. Lên 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 giỡn 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 giỡn. Bò chỗ khác đi, đúng rồi, bò chỗ khác đi. Bò đi đây đây để Titan nhỏ cho mình. Để Titan nhỏ cho mình. Đó, xong liền. Ý. Lên 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 lên. Ý. 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 Sao mà bắt được, sao mà bắt được. Lên, đó. Từ mình hết rồi bạn ơi, hết nhiên liệu rồi. Tiếp tế đâu ta? Tiếp tế nằm ở bển luôn hả? Đúng rồi bạn ơi, Clear to reload nè. Đây, đây đây đây, tiếp tế. Đó, tiếp tế. Ui, bò lên được luôn hả? Trong này nút kinh kinh trò là ship lock nha bạn, chứ không phải nút ship nữa nữa bạn yên tâm.
hay quá, bạn kia chém hay vậy. Ôi trời, để Levi, để Levi gánh cho, yên tâm, tại trong này không có tóc Levi á bạn, chúng tôi là mình có tay Levi được rồi. Ôi đông thế, đông nhưng mà không sợ. Ê ê, ủa ôi, con mọi người, ủa chấm hỏi mình đang đu qua bắt được luôn hả? Áo vậy trời ơi, tại vì cái này là mình gọi là mình giả bộ bị ăn cho các bạn coi có bị ăn như thế nào thôi, chứ ba Titan này dễ mà Levi làm sao mà thua được, đúng không? Tại mình cho bạn coi khi mà bị bắt chúng á đó, khi ôi ôi cái gì vậy, cái gì ghê à, ôi cái gì mà ôi xịt bóng luôn à. Ôi bạn này quánh tay được nữa bạn, tại bạn này học skill quánh tay được nè, chứ không thôi là mình có thể đánh cái tay của Titan được rồi, mình không quánh được. Đó, bảo vệ nó mày không, bảo vệ cái tòa nhà nè, đó thủ tòa nhà nè, đó sắp hết máu tòa nhà là mình sẽ thua nha. Gánh tem đi bạn ơi, cố lên, còn mình bạn này luôn á, bạn này là hết rồi nè. Hồi nãy là mình tại vì mình đó quánh rồi xong đó mày không, ô quánh tay được kìa, mày thấy chưa, cái skill đó ảo ha. Ôi cái skill mà đánh rớt tay á, ôi ảo thật sự, hay quá. Ôi bò ghê, con bò này mới ghê nè. Cố lên, vỗ tay cụ vũ đó bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đứng cụ vũ các bạn ơi. Bạn anh Minh này hay quá. Với lại mình thử cho bạn coi là khi mà mình bị ăn như thế nào đó. Vậy thôi chứ Levi làm sao mà thua vậy được. Ý cạp, ui cạp kìa, ui. Ui bạn này đu ghê quá. Mà sao còn đông giờ thua rồi bạn ơi, thua rồi. Kiểu này bể nhà kiểu gì cũng thua à. Đó, bị quánh nhà kiểu gì cũng thua. Quánh. Hay. Ôi còn mấy Titan nữa ha. Còn 1, 2, 3, rồi 4, 4 con Titan nữa thôi. Cố lên. Giờ mình ngồi cổ vũ bạn ơi. Chứ mình ổng rồi, cỡ 4, 5 Titan nữa là xong rồi. Tại bạn này rồi xong rồi, bạn này quánh đứt tay được nữa bạn. Ủa, hết quánh được hả? Rồi xong, bẹt. Bay màu luôn. Rồi cạp, ôi. Rồi, phèo rồi. Ôi. Đó, thì các bạn thấy từ game này hay ha. Đó, thì mình đã cho bạn coi cách chơi và từ game này làm đẹp như thế nào rồi ha. Làm hay thật sự luôn á chứ. Kiểu mình chơi xong mình ghiền á bạn. Nhưng mà sao còn ít tiền vậy? Trời ơi, mình quánh đúng được một con, xui vậy. Rồi thôi, mình nghĩ là chắc kết thúc lên tại đây ha. Thì các bạn nào muốn mình chơi tiếp tục tựa game này á, thì các bạn comment bên dưới nha. Mình sẽ tiếp tục làm những map tiếp theo của tựa game này. Đó, tựa game này hay vãi luôn á. Thì các bạn nào muốn chơi chúng mình á, có thể follow vào cái ad của mình nữa bạn. Tại bạn bè thì mình sắp full nữa bạn. Đó, mình có một hai người đó mình full rồi. Nên mình nghĩ là mình để dành kết bạn cho bạn nào gọi là thực sự fan mình á, với lại mình để dành để kết bạn ad clone của mình đó bạn, ad phụ á. Đó, nên các bạn follow là có thể cho mình được rồi, đâu cần phải kết bạn đâu ha. Rồi. Ồ, cái áo đó bạn thấy vậy? Thôi, áo chính xác nè. Mà bỏ robot chắc đúng không? Rồi đúng rồi, biết ngay mà. Rồi thôi. Mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay thì xin một like, một subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Còn giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Đấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.